Em nói nghe nè, Kim Ngọc, em đi làm là đi mấy giờ về? Dạ 5 giờ. 5 giờ về, em là 7 giờ tối ngủ đúng không? Dạ. Mà đi làm về cũng phải tắm rửa ăn cơm nước. Vừa tắm rửa ăn cơm nước xong xuôi 7 giờ bà này mới ngủ rồi. Không có, anh về em lên đô rồi. Chắc 7 rưỡi hả? 8 giờ. Rồi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nha làm sao? Sáng tối khô quá bỏ qua đi. Bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Em chào anh chị. Chào hai bạn. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngọc, 32 tuổi, là kỹ sư điện. Rồi, còn em? Dạ, em là Ngọc Minh, 28 tuổi, là dược sĩ. Anh này là kỹ sư, anh này là cô dược sĩ. Chắc là quen nhau là anh này đến mua thuốc phải không? Dạ, không phải. Thì tình cờ là câu lạc bộ em một ngày đó là tổ chức đi cắm trại ở công viên Lê Thị Riêng. Thì là chị của bạn này là đăng ký. Mà chị bạn này thì không có đi, kêu bạn này đi. Coi biết trước luôn đó. Biết trước đưa bạn này đi. Mối tình của công chúa hoàng tử đó. Rồi đưa bạn này đi rồi hai người gặp nhau. Không phải, dạ. Lúc đầu là nghe mọi người hát văn nghệ này kia. Rồi xong rồi cái tới cái màn đi chơi ném bột. Cái em cũng nhào vô em chơi luôn. Thì anh này ở đâu đằng xa chạy tới, em cứ ném bột vô anh này thôi. Bởi vì người đầu tiên em chơi là chơi với anh này. Từ lúc mà bị chơi tới lúc mà quen nhau là bao lâu? Năm sau em chở lui đi học về tới lui á thì mới chắc thấy đẹp trai hay gì á. Tự tin quá. Có không? Có thấy đẹp trai không? Không, không anh. Lúc không đẹp trai sao cưới? Tại vì em thấy được người nên em cưới, với em đâu phải đẹp trai mà em cưới. Được người nó còn hơi đẹp trai nữa nha. Ủa, rồi trong cái lúc quen nhau có chia tay lần nào, có gây gỗ giận hờn gì không? Có, gây lộn hoài à anh. Nhưng mà gây mà có chia không? Chia đâu có được đâu. Wow. Anh này không có chia. Một năm sau mới yêu, rồi yêu bao lâu thì cưới? 7 năm ạ. 7 năm, rồi trong 7 năm đó là mấy lần chia? Nói chia tay thì cũng không đúng, là coi như là em không chịu quen nữa. Mỗi lần em không chịu quen nữa, cứ bắt em phải quen. Rồi bực mình lấy cho rồi đó phải. Rồi là lúc lấy nhau rồi sao? Đâu còn gì mà đòi chành cái gì nữa không? Có, ham ngủ lắm. Cái tật xấu là ham ngủ thôi đúng không? Dạ. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn cho bạn mượn tiền hoài à. Trời ơi. Nên nhiều khi em đòi hoài cái bực. Không, vợ em có cái tâm tốt. Ai trả thì trả, không trả thì thôi. Thì đó, thay vì đi làm từ thiện ở xa thì bây giờ nói gần gũi này cho mượn hết luôn. Mà cái lần mượn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Vài triệu vậy đó. Trời ơi má ơi, vài triệu. Nhưng mà có khi nào mà cũng chính vì cái chuyện mà cái tâm tốt đó mà hai vợ chồng gây lộn nhau? Gây thì em không có gây, em chỉ nhắc là tới giờ rồi đòi nhắc người ta. Tức là bạn đó. Em á thì mượn xong thì cũng có nói là khi nào lãnh lương thì trả, thì có người thì khi nào có tiền thì trả gì đó. Tới mà nhưng họ không trả, nhiều khi em cũng không nhớ chị ơi. Thường thường là bạn bè thân thì em mới cho mượn. Mà xong rồi họ tự trả chứ em không có muốn đòi. Rồi xong bà thân ai nấy lo luôn. Rồi xong rồi cái anh này nhắc em bật ấy, nói bạn bè thì chừng nào người ta có thì người ta trả thôi chứ có gì đâu. Em còn tiền cho anh mượn nữa không? Giờ hết tiền rồi anh. Ủa sao vậy? Giờ tiền là em quản lý. Trước đây là em quản lý tiền đúng không Minh? Dạ. Nhưng mà chính vì cái tâm tốt quá cho nên ổng lấy luôn. Lúc trước thì có bao nhiêu tiền lãnh lương ra thì cứ đưa em hết. Cứ mỗi lần hỏi tiền em còn không thì em cứ cũng hết luôn. Trời ơi em tốt quá Minh ơi. Rồi bây giờ em chi tiêu bằng cái gì? Thẻ. Em nạp vô thẻ. Rút tiền trong thẻ ra cho mượn. Dạ, thẻ này là không rút được, rút là bị lỗ. Cái đó thì chỉ được xài thôi chứ không được rút. Có lần nào mà vợ em mà lén rút tiền cho cái cơn bạn mượn cái cơn mà bị em phát hiện liền tại trận không? Cái đó không phải là lén, giống như là vợ thường đi siêu thị với bạn á thì bạn cũng mua xong rồi thanh toán thì người ta gửi tiền mặt lại. Thì nhiều khi em cũng hay anh tra tài khoản rồi thấy ủa sao nó bị hụt tiền. Rồi hỏi sao mua gì, vợ rồi nó mua vậy, xong rồi gọi đầu vợ mới đưa tiền lại.
chứ không hỏi là tiền cho người ta mượn nữa. Nếu mà không tại hỏi em lấy lại cũng không có xài, lấy lại xong em đi nạp vô lại tài khoản. Nhưng mà em phát hiện là từ đâu? Thẻ là em quản lý tên của em. Thành ra là lúc bao nhiêu là báo báo về điện thoại. Ngoài cái chuyện nghĩa hiệp đó ra thì vợ em còn có cái tính tốt nào nữa không? Đó, vợ em nói là mở tiệm thuốc à, không được à. Sao vậy? Ai lợi là cho phát miễn phí tiền ta còn cho mượn được uống chi thuốc cứ ai bệnh con là đưa liền. Đó, nè, đâu cho mở đâu chưa hả? Dạ chưa mở. Mở nhớ nói chị địa chỉ nha. Mà em vậy rồi nên thôi em không dám mở. Tại bên vợ làm bên đông y á. Mà vui á, kể chuyện chồng quản lý hết tiền bạc mặc vui thì vui. Không thấy tự ái mà không có thấy gì bực mình hết. Thật chất thì tiền em đúng đâu sai, nhậu nhẹt cà phê cà pháo bạn bè cũng không có. Thực sự thì khi mà em bị chồng quản lý vậy em có cảm thấy buồn không? Dạ không ạ. Giờ thì hỏi chi cái mặt ta vui không chết. Em có tính được tổng cái số tiền mà vợ em cho mượn xong rồi quên rồi không? Cái này em không biết, lúc trước cứ nói hết tiền hoài. Vô gia. Em kể cụ thể giùm cho anh chị nghe một cái câu chuyện mượn tiền mà để hai vợ chồng cãi vã nhau. Nói chung là đồng ý cho mượn. Nhưng mà theo tính em á, người ta mượn hẹn ngày đó là phải có câu trả lời cho em. Chứ tới ngày đó cứ im luôn. Cái em nhắc hoài với vợ em hay bật. Không có thích đòi, đòi ngại. Không phải em không thích đòi chị, mà tại vì những người em cho mượn người ta tốt bụng. Thì người ta có những cái cảnh khó của người ta. Chị thì chừng nào người ta có thì người ta tự trả thôi chứ lo gì cái chuyện đó. Chị hiểu. Đó thì nên là em thấy vậy nên cứ nhắc để làm gì sức mẻ tình cảm. Rồi là hai chồng gây. Dạ, nói thì em nói thôi đừng có nhắc nữa là em nổi quạo lên là em điên lên á. Điên lên rồi. Tại vì ví dụ như Bin mà mượn tiền chị là chị không dám đòi đó. Không đòi, chừng nào trả, đúng không? Bạn thân mà. Vậy như mượn 1 tỷ đi. Chồng chị quản lý rồi. Giờ xài thẻ không à. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Nói thiệt lòng nha. Dạ. Từ trước đến giờ có ai nợ em mà tới giờ chưa trả không? Dạ có. Vậy nhân cơ hội này em có muốn đòi tiền không? Nói luôn đi. Nói luôn đi. Nói đi. Trời ơi chị ơi, tôi cần mua xe hơi. Tôi cần mua đất. Đó, nói đi. Dạ không, tại vì nó không đáng bao nhiêu hết. Chừng nào người ta có thì người ta nhớ thì người ta trả. Em muốn nói thay lời muốn nói của vợ. Đã, cái đó mấy cái đó là em cũng đồng ý cho mượn. Nhưng mà anh hỏi nè, có lần nào mà chồng em cần một cái khoản tiền khá lớn để có thể là mua một chiếc xe hay mua đất đại loại đi mà kêu em phải đi đòi tiền lại mà đổ không được? Có dự chuyện mua đất. Số tụi em không mua đất được học 3 lần nên giờ em thôi. Thì cần tiền mua đất để bây giờ thì tập hợp lại những người mượn. Em không dám đòi ai. Cũng khó. Rồi em có đi đòi nợ phụ cho vợ không? Dạ không. Chị có ý kiến này em nhờ anh Bin đòi giùm đi xong rồi chị phần đi. Trăm. Anh nói rất là lịch sự cho. Kính thưa bạn bè thân bằng quyến thuộc có vợ chồng Ngọc Minh. Những ai đã đang còn nợ tiền của Ngọc Minh thì làm ơn trả tiền cho họ, họ mua đất bởi vì 3 miếng đất rồi bị vượt. Chứ bây giờ tụi em có muốn ra riêng không? Cũng có muốn cái nhà riêng. Có một thành viên mới thì sẽ thấy cái nhà mình nó sẽ chật hơn, đúng không? Dạ. Và tụi em rất cần một chỗ. Mà chỗ đó thì chắc chắn là phải là một miếng đất để xây lên một ngôi nhà, đúng không? Đúng. Chứ như vậy quý vị phải trả tiền cho Ngọc Minh. Rồi, nãy giờ anh đang hỏi về cái tật xấu của vợ em. Vậy thì anh hỏi Ngọc Minh, chồng em có tật xấu không? Hơi nhỏ nhoi lắm mà. Nhỏ nhoi ha. Dạ. Giống vậy đó, em cứ kêu là thôi đừng có đòi, cái cứ nói là bạn vậy là không tốt. Em nói không phải không tốt, người ta chưa có thích hợp để trả thôi chứ không phải là không tốt. Nhưng mà vợ này mà tốt dễ sao luôn. Mà tốt mà pháp bực luôn. Rồi còn gì nữa không? Giận dai. Giận ai rồi á là giận không chịu nói chuyện với người đó luôn. Hồi đó giờ có giận em không? Có chút à. Mà mỗi lần giận dai vậy là mấy ngày? Giận nửa ngày. Trời ơi. Vậy mà dai cái gì? Cái đó là với em thôi, còn với người khác là bao lâu? Giận luôn á, không thèm nói chuyện với người đó nữa đâu. Đừng giận anh nghe. Rồi còn gì nữa không? Dạy hư em, giờ về em không có còn biết làm điện, làm nước gì. Hồi xưa là em ở nhà là điện nước gì em cũng làm hết. Trời ơi. Hai người này vui ha. Tôi nói vui. Ủa bây giờ cuối cùng là
tầng 6 thì là tính tốt. Thì đó rồi cuối cùng lại giờ mong mỏi là thay đổi cái gì? Đừng ngủ sớm, đừng á, ít tốt đi một chút. Giờ xã hội lý không không à. Anh như đừng ngủ sớm quá, ngủ ít sớm. Tốt đi. 7 giờ là ngủ rồi. Xem giống như con gà. Anh nói cái nè, Kim Ngọc, em đi làm là đi mấy giờ về? Dạ 5 giờ. 5 giờ về, em là 7 giờ tối ngủ đúng không? Dạ. Mà đi làm về cũng phải tắm rửa ăn cơm nước. Vừa tắm rửa ăn cơm nước xong xuôi 7 giờ bà này mới ngủ rồi. Không có anh, giờ em lên đâu rồi? Chắc 7 rưỡi hả? 8 giờ. Rồi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nhau làm sao? Sáng à? Tối khô quá, bỏ qua đi. Ủa em ngủ sớm vậy rồi sao em coi chương trình Vợ Chồng Son hả mình? Dạ em lên mạng coi. Em thích chương trình này không? Dạ thích, em thích lâu lắm rồi. Vậy thì giờ em có nghĩ rằng là sau chương trình này em sẽ thỏa mãn cái mong mỏi của chồng em không? Là bớt ngủ sớm một chút. Cái tốt thì vẫn tại giữ vì lại cái được. Thật sự mà nói cái ban đêm á nó rất thú vị. Lãng mạn ha. Thú vị lắm. Em á, trời ơi. Nhưng mà mình ngủ sớm quá thành lãng nhách. Em sẽ cố gắng. Cố gắng nha. Cố gắng hết sức. Ok, đêm nay làm liền luôn em. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều.